Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại tám game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Let's go. Ok. So there he is, huh? I got you a nice little place to stay. Okay, let's go. This is it, Tony. Home sweet home. Rồi, sau đó thì mình sẽ đến Bạch Vàng này. Đây là lời lưu game của các bạn. Ở đây là phòng thay đồ. Ok, mình sẽ thay một bộ đồ. Rồi, let's go. Khá là đẹp trai. Ra ngoài thôi. Rồi, ô tô. Now take me to my place. Apartments cost money, Tony. Rồi, và các bạn có thể vào đây làm nhiệm vụ tiếp theo. I'm starving. Good grief. Sau đó các bạn sẽ đi đến điểm vàng thôi. Và các bạn sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ. Ok, rồi và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. GTA SA. Ok, let's go. Rồi, mình sẽ lên chiếc xe đạp này. God damn it.
Grove Street. Home. At least it was before I fucked everything up. Okay. Please smoke. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Ballers! Drive-by! Incoming! Oh, motherfucker! My car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Even you ain't forgotten that. Follow my lead. You okay? Đi lên. Let's go. Take you back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Shit, a bonus car is on to us. Split up. Keep up, motherfucker. You just a liability, CJ. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Was it this bad before you left? East Coast got you all thinned out, home. Hey, hi. Các bạn cứ đi theo anh chàng này. Chạy thôi, xe này này bắt được mình rồi. Let's go. Move it, CJ. You embarrassing us, nigga. I got with them motherfuckers, though. Sold them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. The last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia. And get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. GTA 3. Let's go. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Rồi, lên xe nào. Mình đã chuyển được sang chiếc xe khác. Rồi, giờ đi thôi. Let's go. Thank you.
Wow, cái xe này giá còn đầu mà không có xi nhan. À thôi. Place right here. Let's get off the street and find the danger close. Vào thay bộ đồ mới, sau đó thì mình sẽ ra chở anh bạn này đến một nơi, rồi mình sẽ đổi một chiếc xe khác cho đẹp. Ok, đây là gara auto. Let's go. Các bạn có thể vào nhặt một chiếc chùy. I know this guy. He's connected. Mình sẽ ra nhặt cái chùy này. Me and him go back, so I can probably get you some work. Come on, let's get over there. Mình phải chọn một chiếc xe đẹp hơn. Đây rồi. Let's go. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư, Bully. Mình cứ chạy luôn vào trong ngôi nhà này. Đây là một môi trường rất thích đánh lộn. Wow. Let's go. He's white. I fear my sarcasm isn't very endearing. Now I'm parked. To meet you again soon. Hello there, ma'am. See you. Ah, yes. So here I am at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. Where's your uniform, young Hopkins? Run along now, child. I've got archives to search. Farewell. Help me out! I just really do not like you. Oh my god, did you see Mandy make a mess? Now I'm ready to meet you again soon.
God, I hate you. I've got archives to search. Farewell. I'm sure he was just kidding when he called me annoying. Funny pants. Guess what time it is? Okay, anh yêu vụ đầu tiên. Các bạn sẽ đấu với bọn anh chàng trong này. Get the new kid. Beat him down. Let's go. You like hitting yourself? I ain't gonna forget. I never forget. I'll get you back. You're dead, new kid. Dead. Hey, you! Break it up! That's enough of that. Break it up. Why are you not in your uniform, young man? Go change immediately. Ah, come on. Oh my gosh, let's go. Rồi, và sau đó các bạn sẽ cũng làm quen với anh chàng này. Đây là một anh chàng rất là hiền lành. Just a soda machine. Does everyone try to get you? Hit you up with the door. Have you ever been? I'm only gonna take two naps a day this semester. Why didn't I scare that nerd? Hey, what are you gonna do, puke? Oh, what God. Are you? Put him up now. Let's go. Just you're back off. With your four legs, you'll regret this. I swear you will. Please oh, don't gosh. Do this. Your mama hits me. Oh, anh chàng nào đó mới nhớ mình. Alien scum. Ở đây các bạn sẽ vào nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở trong này. Đây rồi. Đó, đó nhiệm vụ của các bạn. Hoặc các bạn có thể đi đánh nhau, tùy ý các bạn. Tựa game này khá là hay nhá. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Mini One. Ok, ở đây thì các bạn sẽ phải đi chặt gỗ. Sau đó thì sẽ xây nhà. Đây là một tựa game sinh tồn khá là hay. Bạn chặt hết gỗ trong này. Ok, nhặt nào. Ở đây thì mình sẽ phải mặc đồ cho anh chàng này, Mini One. Let's go. Tiếp tục chặt gỗ nào. Cái chế độ các bạn và các bạn có thể dùng để ok đây tạo ra những đồng gỗ rất là đẹp. Bây giờ các bạn sẽ chọn nơi để các bạn xây. Nơi này cũng khá là rộng, các bạn có thể xây giữa đây cũng được. Đó, nối đuôi nhau. Thank you.
nón lên, xây tiếp. Ok. Đây là một con gì? Đây là một con thỏ. Đó, các bạn sẽ xây tiếp như vậy cho mình. Đó, nó là một tự gây sinh tồn. Và các bạn xây làm sao thành một ngôi nhà. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Let's go. It works, play. Ok. Wow, mình đang ở một trong một hòn đảo. Lao vào một hòn đảo rồi. Ở đây thì các bạn sẽ có một mình. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ phải đi sinh tồn nơi này. Đây là trên núi này. Và đây là dưới thảo nguyên. Nơi này thì toàn là cỏ thôi. Mình sẽ phải sang kia để chặt những chiếc cây. Let's go, đến đây nào. Những chiếc cây này khá là to. Ok. Rồi, chặt thôi. Các bạn có thể xây nhà trên núi hoặc các bạn có thể xây nhà ở dưới thảo nguyên. Tùy ý các bạn. Rồi, tiếp tục nào. Các bạn sẽ lấy 36 cái này, ok. Sau đó các bạn sẽ phải xây nhà. Xây một con nhà rất to và rộng luôn. Cái này thì tỷ lệ xây nó sẽ dễ hơn Middle One các bạn nhé. Middle One thì các bạn ấn không cẩn thận là nó sẽ bị lệch. Đó, ok. Và các bạn sẽ phải dùng lấy cái này. Để xem cái này có chế được cái gì không. Rồi, ok. Mình sẽ bỏ vào đây. Ồ, thức ăn. Và các bạn lại phải đi đào tiếp để tìm tiếp và chế tiếp những món đồ tiếp theo. Ok. Rồi và bây giờ mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Minicast. Let's go. Đây là một tựa game chơi offline cũng được hoặc chơi online cũng được. Rồi let's go. Ở tựa game này các bạn có thể chơi với bạn bè của các bạn hoặc các bạn có thể chơi một mình. Tùy ý các bạn nha. Play. Ok, let's go. Rồi, đang vào game rồi. Đây là một trong những tựa game sinh tồn rất là hay. Ok. Và ở đây các bạn phải xây nhà thật nhanh. Nếu không thì sẽ gặp phải vấn đề rất lớn. Đó chính là gặp những con quái vật. Phải nhanh chóng nào. Không gặp những con quái vật thì nguy hiểm mất. Trời tối là rất nhiều quái vật xuất hiện.
Ở bên này thì nó là rất nhiều rừng. Ok. Sau đó thì mình sẽ chế cả một thanh kiếm. Có gì còn chiến đấu với lại quái vật. Let's go. Rồi, và mình sẽ xây cái này. Ok. Và trong này thì các bạn sẽ chế kiếm tùy các bạn. Thanh kiếm này. Trong này hai cái này. Ok. Chưa đủ. Bây giờ mình sẽ nâng cấp thêm cái này. Chế tiếp cái này nào. Các bạn sẽ lắp vào đây. Sau đó nhặt về. Rồi, ok. Và mình sẽ phải chế thôi. Muốn lấy thanh kiếm này, đơn giản thôi. Lắp vào. Ok. Rồi, sau đó thì mình sẽ chế một thanh kiếm. Một cái này. Tiếp tục, mình sẽ chế tiếp cái này nữa. Quay về đây. Một chiếc rìu và một chiếc này. Ok. Đó, và các bạn có chiếc rìu này để các bạn chặt gỗ tiếp. Rồi, sau đó thì sẽ chặt thôi. Rất là nhanh. Và trước mắt thì mình sẽ phải xây một chút đã. Các bạn xây làm sao? Bởi vì là sắp chuẩn bị tối rồi. Và khi trời tối thì sẽ có con quái vật xuất hiện. Lúc đó thì các bạn sẽ không tài nào trốn được. Và các bạn bắt buộc phải xây thành một bức tường thật là cao. Nếu không thì quái vật sẽ xuất hiện và nó các bạn sẽ bị nó giết chết. Ok. Và những cái nào xây chưa đúng, các bạn lại đập lại. Sau đó sẽ nhặt lên. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Trong clip này thì có tổng 4 tựa game sinh tồn. Cũng rất hay đấy. Rồi. Play. 4 tựa game ba tựa game GTA, 4 tựa game sinh tồn và một tựa game trường học cũng rất là hay. Rồi. Và đây thì sẽ là gì? Mình sẽ phải đi tìm hiểu xem. Đây như là một lâu đài. Ai đây? Tiêu diệt cái này. Oh my god. Wow, anh ta không có gì. Là một tựa game sinh tồn các bạn nhé. Nhưng
Thì mình nhiễm nhạt cái gì? Đây rồi. Để mình sẽ xem cách chế như thế nào. À, đây. Rồi, mình sẽ correct được ra những tảng gạch. Có điều cái kiểu chế của tựa game này thì nó hơi cần nhiều công sức hơn một chút. Đó, ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.